Xin chào tất cả học viên. Bây giờ chúng ta sẽ học món trà xoài kem chi. Thì đầu tiên là món này là một cái món rất là hot ở Sài Gòn ha. Và đây là một trong những món best seller của trà sữa Rosati. Thì bây giờ hôm nay là mình sẽ được học. Thì đầu tiên thì sẽ hướng dẫn về cái phần nguyên liệu trước. Nguyên liệu thì đầu tiên chúng ta cần có là trà ô long Lộc Phát. Tiếp theo là mình sẽ có siro xoài của Golden Farm, mứt xoài của Golden Farm, xoài tươi, sữa đặc, sữa tươi không đường, kem béo thực vật Greek ha. Và chúng ta sẽ có cái bột Rabi. Cái bột này khi mà cho vào sinh tố hay các món đá xay á thì nó sẽ làm chậm cái quá trình mà tách nước ha, để giúp cho cái hỗn hợp của mình nó được đặc sánh lâu hơn. Đó là về phần nguyên liệu. Bây giờ mình sẽ bắt đầu đi vào bước thực hiện ha. Bước 1 là chúng ta sẽ ủ cái trà ô long. Thì để mà ủ trà là chúng ta sẽ cần túi vải lọc trà ha. Và bây giờ Nhi sẽ ủ theo công thức là 25g trà ô long nha. Đây, chúng ta có trà ô long là kiểu mà trà viên viên á. Mình sẽ cho vào túi vải lọc trà 25g trà ô long. Rồi, sau đó là chúng ta sẽ nấu nha. 2 lít nước sôi. Cứ 25g trà ô long thì mình sẽ ủ với 2 lít nước sôi. Trà ô long cho vào túi rút dây buộc chặt. Sau đó mình để vào bình. Rồi chúng ta sẽ cho 2 lít nước sôi vào ha. Okay. Sau đó mình sẽ đậy nắp này và ủ cho vòng 20 phút ha. Sau khi mà xong phần ủ trà ô long xong thì chúng ta bắt đầu thực hiện món trà xoài kem chi nha. Rồi ở đây thì trà xoài mình có thể kết hợp với kem chi hoặc là macchiato. Thì nếu như mà những ai đã học cái phần topping thì mình đã biết cái phần macchiato và kem chi rồi ha, cho nên bây giờ Nhi sẽ không nói lại phần macchiato và kem chi mà Nhi chỉ nói phần trà xoài thôi. Thì đầu tiên là chúng ta sẽ lấy nước cốt trà mà đã pha xong nha. Ở đây Nhi sẽ làm 2 ly trà xoài để mình kết hợp, 1 ly là kem chi, 1 ly là macchiato. Nên là 1 ly á, là nếu mà lấy trà chúng ta lấy 100ml. Vậy Nhi làm 2 ly nha. Nhi làm 2 ly nên Nhi sẽ lấy là 200ml. Rồi đối với siro ha, siro thì 1 ly á, ly 700 nha, đang làm công thức ly 700 nha, ly 700. Đối với siro á thì chúng ta lấy 20ml cho mỗi ly. Và Nhi làm 2 ly nên Nhi lấy 40. Tiếp theo là đối với mứt xoài, nếu như chúng ta có xoài tươi thì chúng ta dùng 70ml mứt xoài cộng với 50g xoài tươi. Còn nếu mà chúng ta không có xoài tươi thì chúng ta lấy 90ml mứt xoài Golden Farm. Ở đây Nhi có xoài tươi, cứ mỗi ly là 50g, ở đây Nhi có 100g và 2 ly. Tiếp theo chúng ta dùng mứt xoài ha. Mứt xoài là 70ml, mình lấy 2 ly, 140. Tiếp theo sữa đặc ha. Sữa đặc á, thì là chúng ta lấy 10ml cho mỗi ly. Đây 2 ly chúng ta lấy 20. Thì đối với cái muỗng này nè, nếu mà múc một muỗng đầy vung luôn là 20ml. Đây chúng ta múc một muỗng như vậy này là sẽ 20ml sữa đặc ha. Tiếp theo sữa tươi là 40ml ha. 2 ly mình lấy 80. Kem béo thực vật Greek ha, chúng ta 20ml cho mỗi ly, chúng ta lấy gấp đôi là 40. Bột Rabi mình sẽ dùng 8g cho mỗi ly, cho nên là 2 ly chúng ta lấy 2 này. Một lần 8g này, muỗng này là muỗng 10g nha, nên mình đông hơi lưng chút xíu là 8g. Đây. Sau tiếp theo là đến phần đá. Đá thì chúng ta sẽ lấy nửa ly thôi, cứ 1 ly 700, bỏ đầy đủ nguyên liệu như mà Nhi vừa làm và mình lấy nửa ly đá. Nhưng mà cái này 2 ly nên Nhi sẽ lấy đầy luôn nha. Chúng ta lấy 1 ly đá đầy để cho ra được 2 ly. Sau đó chúng ta sẽ bật máy lên và xay ở cấp độ nhẹ ha.
mình sẽ xay cho đến khi nào mà không còn thấy xác xoài và không thấy còn cái đá nữa, cho nên là mà nó mịn thì mới ngon nha, nó mịn thì uống mới ngon. Cái thứ hai là khi mà xay như vậy đó, xay mà ra mịn thì nó sẽ lâu phân tầng hơn. Và đối với trà xoài kem chi á, thì đây là đang công thức ly 700, còn nếu anh chị nào muốn làm ly 500 thì trong sách chúng ta đã có ha. Còn nếu mà muốn làm ly 350 thì mình chia đôi cái nguyên liệu vừa rồi ra. Đấy, thì bây giờ trà xoài kem chi mình có hai cách uống. Một là mình dùng ly BB, sau đó mình dập nắp, mình dùng dao mình rạch miệng ly mình uống. Cách thứ hai là mình dùng nắp tim, ly tim ha. Bây giờ Nhi sẽ trang trí cái ly này theo hai cách khác nhau. Và trà xoài này thì chúng ta dùng với macchiato hoặc kem chi đều được. Nếu ai mà thích béo, thích mùi phô mai thì mình uống với kem chi là ngon nhất. Còn nếu mà người nào thích không thích béo nhiều, chỉ thích uống thanh thanh thôi, thì chúng ta sẽ dùng vị macchiato nha. Đấy, cái ly này thì nó hơi to ha, nên nó rất là to. Thường mà mua ly 700 á thì mọi người sẽ mua ly loại nhỏ hơn cái này chút xíu, là loại 650 ha, là bán cho ly 700 là vừa. Rồi, bây giờ chúng ta đã xong được cái phần mà có cái trà xoài ở trong ly. Bây giờ mình sẽ trang trí. Nếu mà macchiato thì chúng ta sẽ thấy được hai lớp màu trắng và vàng rõ ràng ha. Ví dụ như ly này đi, nếu mà mình muốn làm macchiato cho nó thì mình phải để ý cách xịt ha. Mình sẽ xịt xung quanh viền trước nè. Đó, mình luôn luôn là xịt xung quanh viền trước. Tại vì nếu mà mình xịt ngay ở giữa này nha, thì cái phần xoài nó sẽ dâng lên cao và mình không thấy được hai lớp ha. Đấy, xong. Vậy là chúng ta đã xong được cái phần macchiato. Lắc đều một xíu. Và xong, lúc này nếu mà mình thích á thì mình có thể dùng cái mứt này nè, mình đổ lên trên một ít nữa, hoặc là mình có thể dùng cái siro ha để vẽ hình ha. Ví dụ mình muốn vẽ hình trái tim thì mình vẽ hình trái tim bên đây này. Đó, nhìn rất là đẹp. Là chúng ta xong, chúng ta có cái hình trà xoài macchiato kem chi, trà xoài macchiato. Và mình sẽ đẩy nắp tim lên. Tiếp theo là chúng ta sẽ làm với kem chi ha. Kem chi thì bởi vì á, kem chi nó cũng có cái màu vàng, màu trắng vàng, nên là chúng ta sẽ không thấy quá nhiều cái sự phân biệt giữa phần trà xoài và phần kem chi nha. Như macchiato thì nó có màu trắng đục thì nó khác. Nhưng mà kỹ thuật là chúng ta cũng phải xịt xung quanh viền trước ha. Đây là phần kem chi mà chúng ta đã học trong phần topping nha. Mọi người xem lại phần topping nha. Nếu mà đã quên thì xem lại cách làm kem chi. Kem chi trong phần topping, trong phần macchiato và kem chi. Đấy, xong. Sau đó chúng ta cũng có thể trang trí ha. Trang trí tiếp với siro. Ví dụ chúng ta lúc này mình muốn vẽ mặt cười đi. Mình sẽ làm cái mặt cười to. Tóc. Chúng ta sẽ dập nắp lên nha. Đây, mình cũng có thấy hai lớp đó nha, hai lớp, nhưng mà nó sẽ là lớp vàng nhạt của cái món kem chi và lớp vàng đậm hơn chút xíu của món cà xoài. Đấy, và có cái mặt cười rất là dễ thương đúng không ạ? Có tóc luôn. À. Rồi, ở đây là chúng ta có món trà xoài macchiato thì mình thấy rất là rõ hai lớp, bởi vì macchiato là màu trắng sữa, còn trà xoài của mình là màu vàng ha, nên chúng ta thấy hai lớp. Đấy, và đối với ly, dập nắp ly này thì chúng ta sẽ dùng dao để rạch miệng ly để uống ha. Món này là sẽ rất phù hợp với những người nào mà là học sinh, rất thích ngọt, thích béo nha. Cái phần trà xoài của mình thì nó chua chua ngọt ngọt, cũng rất là dễ uống. Nếu mà ai không uống được béo nhiều thì giới thiệu khách uống macchiato, còn người nào mà thích béo nhiều thì giới thiệu kem chi.
Vậy là chúng ta đã vừa học xong một món bestseller nữa. Rồi chúc học viên mình sẽ thực hiện món này thành công. Hẹn gặp lại mọi người trong những món pha chế tiếp theo nha. Rồi, chào tạm biệt.